Một trong những kèo đang được FOMO mạnh nhất ngày hôm qua và hôm nay thì đó là kèo Paul. Anh em ấn vào cái Paul này thì đang có open. Đây là kèo chúng ta sẽ check tuổi Tele, ngoài ra sẽ check dựa trên những dự án như là Hunter, Lords và Dogs. Đấy, mình đặt ở đây là 35.000 Paul. Ấn vào phần bạn bè này. Thì anh em sẽ kiếm bằng cách là check cho reward này. Ở đây thì mình sẽ có cái phần reward là phần invite, phần bonus và quest này, not rope, dog rope. Ở đây sẽ có một cái phần earn thì anh em hãy mời được 10 bạn sẽ được 5.000 điểm này. Partner thì chưa có và nghe nói rằng đâu là trong vòng 7 ngày sẽ lead luôn đồng bò này. Đây là một kèo rất là FOMO và anh em hãy cố gắng nhanh chóng vào kèo này. Đường link thì mình để phía dưới video nhé. Chúc anh em thành công.